Ok, chào các bạn nha. Tiếp tục một siêu phẩm. Con này mình định để xài các bạn ha. Để xài chế cháo chơi cái gì cũng bán. Nhưng mà bây giờ cũng không biết xài cái gì các bạn. Thấy khoái khoái để nha. Đây là mình mới gỡ bốn ốc nha. Để không làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ mình mở ra để cho các bạn xem nha. Đầu tiên là ngoại quan nha các bạn. Nó có hai cọc. Hai cọc sắt đồng, sắt vàng chứ. Con này để làm gì? Để cấp điện vào đây nha các bạn. Và điện bao nhiêu volt thì mình xem lên trên. 3.6 volt. Ở đây là tần số nè, RF band 434 Hz. Cái dòng tiêu thụ là cực kỳ thấp các bạn, 70 mA nha. Hãng cái này của Đức nha, Germany. Các bạn cứ thấy GmbH là của Germany nha. Arbitron Remote Control. Con này thì nó có hai dạng các bạn. Một dạng là trước đây mình hay đem về, cũng có một vài cái là bên trong nó chỉ là những công tắc nha. Nhưng mà ngược lại con này nó là một cái Remote Control luôn. Nó là cái tay phát nha. Còn cái tay nhận thì nó khác nha, tay phát. Ngoại quan thì toàn bộ ok hết các bạn ha, rất là ok, ngon, hàng xịn. Nó thiết kế kiểu này các bạn, cho dù các bạn có rớt có va đập cũng không có hư hỏng gì hết nha, không có gãy được cái nào hết á. Thậm chí hai cái bát các bạn thấy không, cũng còn nguyên si nha, thay vì hàng Trung Quốc hàng gì thì nó đã gãy từ mất đời từ đời nào nha, thì vì nó đưa ra ngoài. Còn ở đây thì hàng xịn. Nó có hai bên, nó có hai cái núm như vậy. Một bên là cái này gọi là sao ta? Cái này nó đưa vô đâu nữa ta? Tại vì nhớ không lầm cái này nó là wifi rồi mà. Hay là cái này chỉ là để khi các bạn kết nối, các bạn xử lý các kiểu. Còn bên đây nó là công tắc on off nha. Công tắc on off rồi công tắc nè các bạn. Rồi nút nhấn. Nút nhấn. Ok, mở ra bên trong nha, à, cho các bạn coi. Con này mình để lại 1 triệu ha, bao ship cho khách nào thực sự quan tâm tới cái dòng này. Các bạn nhìn xem nè. Toàn là vàng không các bạn, bản mạch nó toàn là vàng không nha. Các bạn biết á, bên bãi hiện tại mình biết có một số anh khách đó các bạn, chuyên là phân kim, hệ phân kim các bạn nhìn là biết à. Bạn biết tại sao không? Motor không mua, cái gì cũng không mua. Bạn biết mua gì không? Đi lùng sục mua mấy cái đồ cổ, mấy cái bản mạch đó nha. Có vàng là mua. Họ canh đó là cái hệ đó. Mỗi người một hệ nha các bạn. Anh nhìn là anh biết. Mấy cái con khởi, mấy cái này kia, mấy cái tiếp điểm bằng vàng á, nhìn là biết có vàng. Mở ra xem. Mua. Đó. Còn mình là cái hệ mà hệ sắt các bạn, phải vàng hệ sắt. Cái hệ mà đau lưng. Các bạn nhìn vàng. Bằng cái này là vàng, không phải là vàng bình thường nha. Cái này là vàng khè nha. Vàng. Thực ra mấy cái này các bạn giá trị rất là cao nha. Đó. Nó cái độ xử lý chống nhiễu rất là tốt. Nó xài tuyệt đối. Thì việc mà chét lên đây miếng vàng cũng đâu ảnh hưởng các bạn. Nó dư sức. Nó vẫn lời khẩm. Ok các bạn thấy nhìn dây dắt nó chấm không? Không có mất một miếng vàng nào luôn nha. Nó chấm à, vàng khè luôn nè. Chấm 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 vàng không. Đó. Quá dữ. Đây cái bộ trung tâm đây các bạn. Cái bộ sóng trung tâm đây. Arbitron. Arbitron nó có CS434, tức là mã phát sóng nha. Tần số 434 RF HZ. Đây cái con này nhìn quen quen ta. Quá dữ luôn. Thôi mình chào thua.
định là kiếm một cái tay thu á bạn, sóng RF434 á, nhưng mà các bạn biết là những cái hàng hệ các bạn à, cho dù bạn có một cái bộ thu đúng tần số nhưng chưa chắc thu được nha, tại vì cái hàng hệ nó khác cái hàng thường à, nó phải có key, có các kiểu nha, nó mã hóa riêng để không có trùng lập, chứ mà có nó cái nào nó cũng nhận hết thì thôi rồi các bạn à, nó bị nhiễu à. Dù một cái tay khác nó phát cũng bắt được, cái tay bình thường phát cũng bắt được. Hai này là hai đế nhôm các bạn, hai đế nhôm. Ok, giá 1 triệu đồng à, giá 1 triệu Việt Nam đồng, giá bao gồm phí ship. Khách nào có nghiên cứu Tết này cái rảnh nghiên cứu thì lụm về nha. Con này mình bán như hình nha các bạn, thật ra mình là người mở đầu tiên nha, cũng không biết có ai mở chưa, nhưng mà cơ bản thì nó về tay mình là mình là người mở đầu tiên, bữa nay mới mở ra nè. Các bạn thấy ốc không, ốc nó cấy vô đây các bạn, tại vì nhựa à, nó cấy thép vô nha. Đó, để các bạn xài có mở cũng không bị tuôn ren nha. Bạn thấy nó làm không? Quá dữ luôn á. Cái này mà Việt Nam làm chắc khỏi cấy này các bạn. Cứ taro nhựa, chị nào hư thì mua cái mới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Khách nào cần thì liên hệ. Ở ngoài thì thấy gớm, còn bên trong thì lộng lẫy. Đó. Đây là cái điểm đặc trưng của những cái hàng mà hàng hệ các bạn, hàng xịn. À, Nhật, Đức, Mỹ, à, Pháp. Pháp mình vẫn đang bán nha các bạn. Có mấy motor Pháp mới bán hết. Đức thì gặp nhiều nhất các bạn. Không hiểu sao đồ Đức với đồ Nhật là nhiều nhất các bạn. Đồ Mỹ cũng có nhưng mà nó cũng ít. Đồ bên bãi về là đồ mình thấy đồ Đức. Mỹ gần đây là có mấy cái lô máy bay nha. Mấy cái này cái kia. Chứ đồ Mỹ thì nó ít. Còn đồ Đức với đồ Nhật là nhiều nhất. Ha. Công nhận Đức làm cũng ghê thế chứ bạn. Germany. Những cái hàng gọi sao ta, những cái hàng gia dụng á thì Đức ít nha, còn hàng công nghiệp mình thấy Đức quá trời luôn. Ok, khách nào cần thì liên hệ nhé. Chưa vệ sinh rất là dơ.